cờ đã thách, còn chờ nước chiếu, mà ăn một hai con chốt để làm chi? Cái đạo nó không phân biệt nhỏ tuổi lớn tuổi, cái đạo nó không có thời gian nhất định, thấy không? Phật pháp thâm thâm diệu diệu dù tận thế ngàn năm cũng còn. Cho nên cái đạo nó không có thời gian, mà cái đạo nó cũng không phân biệt nhỏ tuổi lớn tuổi gì hết. Phát tâm quay về là được, không có nói thời gian, cũng không nói nhỏ tuổi lớn tuổi. Nhỏ tuổi phát tâm quay về cũng được, mà lớn tuổi phát tâm quay về cũng được nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ là đầu tiên cho Nguyễn cùng Minh Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thì Nguyễn cũng có 4 câu của ngày Sư Giải Quán Khoai để nhờ Minh Bình giải giùm. Thì tam quân nay sắp hết rồi, Phật trời hội nghị lập đời thượng quân, truyền rao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cần hiếm nghèo. Thì trong này có hai từ rất là đặc biệt, đó là thượng quân. Như vậy thượng quân là đời như thế nào, và cái tam quân này là tam quân gì? Và đặc biệt một cái, khi mà đệ đi trong anh em Minh Đệ thì anh em Minh Đệ nói bây giờ đời hạ quân là khó tu, khó đắc chữ lắm, mà ráng cỡ nào cũng không có được đâu. Như vậy á, cái tu của mình nó có dính chấp vào cái đời thượng quân, trung quân hay hạ quân hay không, hay là cái ngộ, cái trí của mình mà để giải thoát thì nó nằm ở một cái nơi khác. Thì cái chỗ này cũng nhờ Quỳnh Bình giải dùm. Còn bây giờ thì mời Quỳnh Bình có đôi lời với tất cả quý vị khán giả chung kênh. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả ông bà, cô bác, anh chị em coi kênh này trong nước, ngoài nước, trên toàn thế giới cả nhà. Xin chúc cho tất cả gia đình mình, do nhân quả mình tạo nhân thiện hưởng quả thiện, mình phát tâm lành để mình tăng điều thiện ngưng điều ác, thì từ từ kết quả tốt nó quay lại chính mình. Chúc qua năm mới tất cả từ từ được nhẹ nhàng từ đời sống cho tới sự tu hành. Và coi video clip này có thể mở mang nhiều kiến thức, đặng mình thấu rõ, không làm một vật nơi chính tâm trí mình, để mình làm chủ, để phát huy cho tới ngày giải thoát khỏi vướng vào dòng lao lý. À, qua câu hỏi vừa qua, tôi cũng dùng cái hiểu biết của tôi để chia sẻ với bà con mình. Cái thời thượng quân thì cũng có người đắc đạo, cũng có người mê muội hung ác. Cái thời trung quân cũng có người đắc đạo, cũng có người mê muội hung ác. Cái thời hạ quân thì cũng có người đắc đạo, cũng có người mê muội hung ác. Ba thời đều có như nhau. À, nhưng mà cái thời thượng quân á là dễ tu mà khó đắc. Cái thời hạ quân này khó tu nhưng dễ đắc. Hỏi tại sao? Tôi xin dẫn chứng cho bà con mình thấy. Cái thời thượng quân á, ít có người xấu, nhiều người hiền, ít người ác. Thời thượng quân là như vậy. Cho nên á, có hai câu tôi đọc cho bà con mình nhận thức. Thứ nhất, ma bất khảo bất thành đại đạo. Cái câu thứ hai, có độ thì độ chúng quần ma, chứ đâu về cõi Đức A-di-đà để độ. Cõi Đức A-di-đà người ta đắc đạo hết rồi, độ ai? Ha. Cho nên từ cái chỗ này á, cái thời thượng quân á, cái chuyện gì cũng tốt. Cho nên cái thời đó làm hiền làm lành rất là dễ, không có sự cám dỗ nhiều, cũng không có sự á, là cái bằng dồn dập đắng cay á, là du quan giá quả tiểu nhân này kia nọ nhiều, thấy không? Cho nên thời kỳ đó làm hiền rất dễ, nhưng khó đắc. Khó đắc là gì? Chưa có khảo nặng, biết cái đạo hạnh mình tới đâu, mà chúng chưa có cám dỗ mê muội tứ phương để dồn dập mình, có biết mình đạo hạnh mình tới đâu. Cho nên thời kỳ đó làm người hiền dễ mà đắc khó lắm. Còn cái thời kỳ hạ quân này nè, tu rất là khó. Tại vì sao? Sắc dục danh lợi tiền tình, ăn chơi xa đọa, rồi nó du quan giá quả trà đạp hãm hại, mượn đạo tạo đời, nó dồn dập mình tứ phương luôn, chứ không phải chỉ một phương. Cho nên cái thời kỳ này rất là khó tu, dễ nhiễm, dễ loạn, dễ bực bội, dễ suy sụp tinh thần lắm, thấy không? Yeah. Tức là cái thời này rất là khó tu, nhưng mà dễ đắc là lý do gì? Tại sao khó tu mà dễ đắc? Cái chỗ dễ đắc tôi nói á, là đi chỗ nào ở tứ phương trong đời sống này mà nếu như mình có ánh sáng, mình thấy rõ sự việc, họ cám dỗ mình cỡ nào mình cũng không nhiễm để mà tạo nghiệp.
mà họ dồn dập mình tứ phương cỡ nào, đắng cay mắt, quan ức mắt mắt, cái gì cũng cần biết. Mình cũng không trụ vào đó để loạn tâm tạo nghiệp, mà mình vẫn mở lòng quan hỷ cho tất cả trượt thanh thiện ác trần gian này, và mở lòng yêu thương đối với muôn người muôn loài trượt thanh thiện ác bằng cái lòng yêu thương bình đẳng. Và mình lọc tất cả những tạp chất không tốt này thành một cái quả tốt, phụng sự ngược lại cho họ. Vậy cái kết quả tốt mình lọc lại là gì? Nhờ họ mà mình lọc lại được cái thiện tánh của mình, nhờ họ mà mình lọc lại được cái tâm từ bi của mình, nhờ họ mà mình lọc lại bi trí dũng của chính mình. Hay không? Thì nhờ họ mình lọc lại thành một cái gọi là cái quả tốt. Thì tạp chất này đưa vô mình lọc lại thành quả tốt, đem cái quả tốt này thí công thí của thí pháp xả thân phụng sự cho muôn người muôn loài vô điều kiện. Thì á, cái thời kỳ này á, là nếu như cám dỗ cỡ nào cũng không nhiễm, mà dồn dập cỡ nào cũng không loạn, thì cái đức mình mới càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh. Ủa, càng ngày càng mạnh, đúng không? Và mình mở lòng từ bi xả phân dung lớn để đối với muôn người muôn loài lọc tất cả những thứ không tốt thành chất tốt để phụng sự ngược lại cho họ, gọi là cái phước. Thì phước đức của mình cái thời kỳ này nếu vững tâm phát huy thì nó phát huy nhanh chóng lắm. Cho nên thời kỳ này khó tu mà dễ đắc, còn thời kỳ thượng quân dễ tu nhưng khó đắc, lý do là như vậy, nghe không? Và tôi chứng minh cho bà con mình biết, đại thiên địa có cái gì tiểu thiên địa có nấy. Tiểu thiên địa là bản thân mình, trong bản thân mình có hạ quân, trung quân và thượng quân nè, mình có phát hiện ra nó hay không, phải không? Cái hạ quân là muốn nói gì? Quân là thời gian sự sống, hạ là muốn nói mê muội gian ác xấu xa hèn hạ. Vậy thời gian trước đây của mình, mình sống bằng một cái tâm hồn đen tối mê muội xấu xa gian ác hèn hạ, thì lúc đó là mình sống với cái hạ quân của chính mình, thấy chưa? Và hôm nay mình từ từ á tìm hiểu chân lý, thấy rõ nó, dùng cái ánh sáng và sự kiên nhẫn vượt qua để hóa giải nó, sửa đổi nó. Thì từ hạ quân mình chuyển về trung quân. Trung quân là gì? Lối sống của mình từ đây về sau đó, sửa đổi điều xấu, làm điều thiện, bỏ điều ác, thấy không? Đó, lần lần mình mới hoàn thiện lại, lần lần lại. Thì mình hoàn thiện lần lần lại thì từ người xấu lần lần trở thành người tốt là trung quân, thấy chưa? Rồi từ trung quân mình chuyển lên thượng quân. Thượng quân là gì? Là lối sống của mình từ đây về sau, mình sống bằng cái giác tánh cao thượng, không có sống bằng cái tâm mê muội hèn hạ nữa. Giác tánh cao thượng là gì? Sắc dục danh lợi tiền tình ăn chơi xa đỏ cám dỗ mình mọi lúc mọi nơi, mà mình không nhiễm theo cái nào để tạo nghiệp, mà nó du quan giáo quả trà đạp hãm hại mượn đạo tạo đời tiểu nhân, nó dồn dập mình đắng cay quan ức cỡ nào không cần biết. Mình không trụ vào đó để loạn tâm tạo nghiệp, mà mình vẫn quan hỷ hết cho trần gian, vẫn yêu thương tất cả trần gian bình đẳng. Và mình lọc tất cả những tạp chất này thành một cái pháp bảo quý, thí công thí của thí pháp trợ giúp muôn người muôn loài vô điều kiện để cho họ tiến hóa tạo phúc không tạo nghiệp. Thì mình sống bằng cái giác tánh cao thượng này là thượng, nguyên là thời gian từ đây trở về sau, thấy không? Là thượng nguyên. Thánh đức là gì? Cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Cho nên mình sống mà không ô nhiễm rối loạn trần gian tạo nghiệp là mình sống bằng bản lai thanh tịnh mình, đó là đức, thấy không? Thì mình sống bằng cái tâm thánh thiện, mình dùng cái đức của mình để phát huy là thượng quân thánh đức. Vậy thì hạ quân, trung quân, thượng quân mình có nè. Đức thầy mới chỉ là về địa ngục cũng do tâm làm quấy, mà về thiên đàng thì tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm của mình là tiên hay Phật là quỷ hay ma cũng là tại nó, thấy chưa? Cho nên á, tôi tóm tắt lại cái ý cho quý vị bà con mình thấy nha. Cái người ngộ ở thời thượng quân cũng ngộ, trung quân cũng ngộ, hạ quân cũng ngộ. Mà cái người mê thì ở thời thượng quân cũng mê, trung quân cũng mê, mà thượng hạ quân này cũng mê. Cái quan trọng là mình bỏ mê về ngộ được hay không, chứ đừng có nói thời kỳ nào. Nếu mình mê ở thời kỳ nào mình cũng mê chứ, mình ngộ ở thời kỳ nào cũng ngộ chứ. Cái quan trọng là mình làm sao lọc bỏ cái mê để trở về cái ngộ, để mình sử dụng cái ngộ của chính mình. Cái này mới là điều quan trọng, chứ không có nói thời kỳ nào chứ. À, rất đơn giản. Dạ. À, Quỳnh Bình ơi, đây cũng có một cái câu hỏi nữa nhờ Quỳnh Bình chia sẻ. Thì khán giả nói, Nguyễn ơi, bây giờ cô bác chú bây giờ lớn tuổi dữ lắm rồi, thấy người ta làm thiện làm đức, học kinh học sấm quá trời, mà
cô thấy cũng tốt đó. Nhưng mà bây giờ cô lớn tuổi quá, 60-70 tuổi rồi, thấy người ta tu 20-30 năm cũng chưa thấy gì. Bây giờ cô già quá, cô tu được không? Cái thứ hai nữa là một cái ý nữa Quỳnh, là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Nhưng mà cái ngộ đó là ngộ như thế nào? Và một cái nữa là buông bỏ đầu đau lập địa thành Phật. Thì buông cái đầu đau mà lập địa thành Phật ngay chỗ đó là mình đang như thế nào? Có phải là Phật liền hay không? Hay là nó là một cái sự chuyển tâm? Thì cái chỗ này là ba cái chỗ để mà nhờ Quỳnh mình chia sẻ cho nó cặn kẽ, để mà cho mọi người đừng có hiểu nhầm, cũng như là rõ thêm cái ý trong những câu này. Còn bây giờ thì mời Quỳnh mình. À, cô lớn tuổi có tu được hay không? Dạ. Cái đạo nó không phân biệt nhỏ tuổi lớn tuổi. Cái đạo nó không có thời gian nhất định. Thấy không? Phật pháp thâm thâm diệu diệu dù tận thế ngàn năm cũng còn. Cho nên cái đạo nó không có thời gian. Mà cái đạo nó cũng không phân biệt nhỏ tuổi lớn tuổi gì hết. Phát tâm quay về là được. Không có nói thời gian, cũng không nói nhỏ tuổi lớn tuổi. Nhỏ tuổi phát tâm quay về cũng được, mà lớn tuổi phát tâm quay về cũng được nữa. Thấy không? Nó rất đơn giản. Cho nên cô lớn tuổi, cô mới phát tâm, cô quay về, thì cô nhận thức được chân lý, cô sửa đổi được thói hư tật xấu, cô phát huy được cái thiện tánh của mình trong thời gian ngắn là cô trả xác. Cái linh hồn của cô và cái ánh sáng của cô qua một thời gian ngắn chuyển qua một cái xác khác sanh ra đời lớn lên lại. Cô dùng cái xác đó để phát huy cho tới ngày viên mãn về với Phật. Cho nên lớn tuổi quay lại cũng được, mà nhỏ tuổi quay lại cũng được. Hay không? Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề gì? À, tu nhất kiếp ngộ nhất thời á, Quỳnh Bình. Cái ngộ đó như thế này. Cái tu nhất kiếp ngộ nhất thời này á, là Đức Phật có chỉ là ngộ một giờ làm Phật một giờ, ngộ vĩnh viễn làm Phật vĩnh viễn, mê một giờ làm chúng sanh một giờ, mà mê vĩnh viễn làm chúng sanh vĩnh viễn. Đây là lời Phật chỉ. Thấy không? Như vậy thì mình hồi đó giờ mê muội không ác tứ phương. Nhưng mình thức tỉnh, mình bỏ những điều đó, mình trở về với cái tánh thiện, trở về với tánh từ bi, trở về với giác tánh không nhiễm, không loạn theo trần gian để tạo nghiệp, bỏ hết thói hư tật xấu, đem những gì mình có phụng sự cho muôn người muôn loài tạo phúc. Thì đây là ngộ. Thì ngộ nhất thời là gì? Thì mình quay về ngộ tức là ngộ rồi. Không có nói là kêu bằng là lâu mau hay là cái gì hết. Đó gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Thấy không? Nhưng mình ngộ vĩnh viễn thì mình làm Phật vĩnh viễn. Mình ngộ một giờ mình chỉ làm Phật một giờ. Nếu mình quay lại ngộ rồi, thời gian sau mình quay lại mê, mình cũng là chúng sanh à. Nói cho rõ điều này. Còn người này người ta quay lại ngộ mới có một tiếng hồ sau, sau đó người ta chết. Thì qua kiếp sau người ta dùng cái ngộ này người ta phát huy tiếp tục. Thấy chưa? Cho nên á, mình phải hiểu cái ngộ là ngộ vĩnh viễn. Thì làm Phật vĩnh viễn, mà ngộ một giờ làm Phật một giờ thôi. Dạ, chui vô tay. Vậy thôi mình tiếp nói cái câu cuối cùng là buông bỏ đồ đạo lập địa thành Phật. Thì cái chỗ lập địa thành Phật này như thế nào anh? Đây gọi là buông bỏ đầu đau, là muốn nói mình buông bỏ cái bản ngã ham địa vị ngôi thức, nêu cao ngôi thứ, rồi nêu cao mình để chà đạp kẻ thấp kém. Thấy không? Rồi buông bỏ cái mê chấp, cái gian trá, cái hung bạo, cái tranh giành, cái sân si, cái phiền não. Gọi là buông bỏ đầu đau. Lập địa là gì? Địa là đất. Bây giờ mình thấy cục đất như thế nào? Ai khen, ai chê, ai chà đạp, ai đổ lên đó là cái bằng thân của nó, chắc tốt, chắc xấu gì nó đều vô tư đó. Nó đều vô tư, nó không có buồn trách ai, nó không có quán ghét ai gì chứ, không có. Nó lọc tất cả những thứ không tốt thành một điều tươi tốt để nó giúp cho muôn người muôn loài có cuộc sống tốt tiến hóa, mà nó không có than phiền gì đó. Đó gọi là đất. Quý vị thấy rõ điều này chưa? Lập địa là gì? Là mình sẽ dùng cái giác tánh của mình đó, sống giống như đất vậy đó. Ai khen, ai chê, ai chà đạp mình đều vô tư. Cám dỗ mình cỡ nào cũng không nhiễm tạo nghiệp, mà dồn dập mình cỡ nào cũng không loạn tạo nghiệp. Mình lọc tất cả những tạp chất này thành một cái điều quý để phụng sự ngược lại cho muôn người muôn loài, giúp họ bỏ tối về sáng để tiến hóa. Bằng bi trí dũng, bằng cái giác tánh thật sự của mình, bằng cái lòng từ bi hỷ xả, là bằng lòng khoan dung bình đẳng của mình đối với muôn người muôn loài. Thì lập địa là mình trở về với cái sự giác ngộ của mình giống như cục đất vậy đó, để mà đối với muôn người muôn loài. Thấy chưa? Đó gọi là lập địa.
Thành Phật là gì? Là có nghĩa rằng á, mình thành tâm trở về giác tánh của mình để hành đạo thật sự, chứ không phải nói bằng chót lưỡi đầu môi. Phật là giác tánh. Mình thành tâm trở về giác tánh của mình, hành đạo đối với muôn người muôn loài, bỏ cái phàm tánh. Thấy không? Là thành Phật, là thành tâm để dùng giác tánh của mình để hành đạo, là thành Phật. Phật là giác tánh chứ không phải Phật là ngôi vị để xưng hô, để phân biệt ai cao ai thấp, tranh giành với thế gian. Cái đó là bản ngã, không phải Phật. Còn Phật là dùng giác tánh để hành đạo. Cho nên mình thành tâm dùng giác tánh của mình để mình hành đạo, đó là lập địa thành Phật. Dạ. Thì sẵn đây thôi Quỳnh Bình chia sẻ bốn cái hạnh của đất nước gió lửa luôn đi Quỳnh Bình. Tại lập địa thành Phật rồi, thì còn ba cái hạnh nữa thì Quỳnh có thể chia sẻ được. À, đất nước gió lửa hồi nãy tôi chỉ mới nói đất thôi. Dạ. Nước nó cũng vậy. Bao nhiêu chất tốt xấu đưa xuống dưới sông. Sông không có buồn phiền bất cứ ai. Đưa cái tốt cái xấu gì cho mình hết. Sông không có nhiễm cái gì để tạo nghiệp. Mà sông cũng không có loạn bởi bất cứ món nào để tạo nghiệp. Mà sông nó lọc tất cả những tạp chất này thành một nguồn nước tốt để dung dưỡng cho muôn người muôn loài có sự sống tốt. Thì sông nó cũng như đất. Nước cũng như đất. Còn cái tánh thủy là muốn nói cái tánh ma. Mình bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng trong sáng mát mẻ. Thấy không? Không có ô nhiễm trần gian tạo nghiệp, không loạn theo trần gian tạo nghiệp, mà lọc tất cả những tạp chất của trần gian để phụng sự ngược lại cho trần gian bằng lòng vị tha, bằng lòng từ bi hỷ xả, yêu thương bình đẳng của mình. Thì tâm mình như thủy, đó gọi là nước. Đất nước. Gió là gì? Thì gió là một cái không khí tẩy uế để giúp cho tất cả có sự sống tốt để tiến hóa. Mà gió ai khen ai chê, ai cho gió như thế nào, gió cũng vẫn là gió. Gió không có đậm bởi cái nào, cũng không có bị là cái nào nó làm là sao động được hết. Thì mình sống như vậy thì mình gọi là gió. Trong thân mình có đất nước gió lửa mà. Lửa là gì? Lửa là quả, có thể thiêu rụi tất cả những thứ tốt xấu thành phân, thành chất hữu cơ để dung bồi cho muôn người muôn loài. Thấy không? Thì mình dùng ý chí sấm sét của mình, dùng quả công của mình thiêu rụi tất cả. Thấy không? Những thứ như phiền não, chấp trụ, mê muội, gian trá, tranh giành, sân si, đó là kêu bằng là gian trá hung bạo, rồi là bản ngã, thiêu dùng ánh sáng của mình thiêu rụi tất cả những thứ này, lọc nó trở lại thành phân hữu cơ. Phân là gì? Tánh thiện, tâm từ bi, hòa đồng bình đẳng, yêu thương với muôn người muôn loài. Thấy không? Và bị cám dỗ cỡ nào cũng không nhiễm tạo nghiệp, mà bị dồn dập đắng cay cỡ nào cũng không loạn tạo nghiệp. Rồi hồi phục được pháp bảo bị trí dũng, đem phụng sự cho muôn người muôn loài vô điều kiện. Thì đây gọi là quả. Thì bốn phần đất nước gió lửa trong thân mình có. Cho nên là mình tự ngộ lấy chính mình để mình hành đạo. Thì đại thiên địa có, tiểu thiên địa có. Thì đại thiên địa đối với muôn người muôn loài sao? Thì tiểu thiên địa mình ngộ được cái tốt đó của đại thiên địa, rồi mình tu bổ cho tiểu thiên địa mình, lấy cái tốt đẹp của tiểu thiên địa mình phụng sự cho muôn người muôn loài, thì mình mới xứng đáng là một đứa con ngoan, một đứa con có giá trị, một đứa con có ích của trời đất. Có một cái hôm nay em cũng nhờ Quỳnh Bình chia sẻ cắt nghĩa giùm em cái chữ tu. Tại vì có nhiều vị á thì không có nói là ta tu hành gì hết trơn á, làm thiện thì làm. Còn có nhiều vị ta hình tướng rồi này kia là tu cũng dữ lắm. Vậy á, thật sự cái chỗ tu này là như thế nào? Tu có phải là bằng hình tướng được không? Hay là phải tu trong cái gì và thay đổi cái gì và chuyển hóa cái gì? Thì nhờ Quỳnh Bình chia sẻ. Thật ra đó, muôn loài đều có đạo, cho nên loài nào cũng có sự tu của loài đó. Nhưng mà loài nào cũng còn cái sự mê muội đắm nhiễm tạo nghiệp của loài đó. Cho nên nói chữ tu á, nó rộng vô biên nữa. Nhưng mà để coi cái căn duyên của mình muốn tu cái kiểu nào. Thấy không? Thì mình muốn tu cái kiểu nào thì người ta mới chỉ cái cách mình tu cái kiểu đó. Chữ tu nó có rất nhiều cái kiểu tu. Cho nên Atula nó cũng tu. Ủa Atula nó tu làm sao? Phước báo như trời, nó làm phước là nó làm phước dữ dằn lắm, nó hy sinh nó làm phước, nó không có than. Nhưng đức lại kém dơi, săn hạnh tật đấu, tranh đấu mọi nơi.
Cho nên nó vì danh vọng quyền lợi của nó mà nó đi tranh đấu tựa lừa không gì hết trơn. Thấy không? Cho nên từ chỗ này nó cũng tu nữa mà nó tu vậy đó. Còn Phật cũng tu nữa mà Phật tu làm sao? Tâm ngộ thật tướng, duyên khởi tánh không, tự giác giác tha, từ bi hỷ xả. Thấy không? Phật thì trở lại tâm, không trụ tướng. Còn á, cái người mê á, thì làm phước, trụ cái tướng, nhưng không ngộ được cái tâm. Ủa, để coi coi mình chọn cách tu kiểu nào. Chứ tu nó có nhiều cách tu. Thì tạo nhân nào hưởng quả nấy. Chứ chữ tu nó rộng lớn lắm. Ủa, tà chánh gì, cái nào cũng có sự tu của nó chứ. Thấy không? Nhưng để coi coi cái căn mình như thế nào, mình ngộ cái gì và mình muốn tu cái gì. Dạ. Thì thôi hồi nãy Mùi Quỳnh Bình cũng có khởi ý cái chỗ mà tu hành như một vị nông dân. Thì cái chỗ đó như thế nào Quỳnh Bình có thể chia sẻ đến tất cả bà con của mình luôn. À, tôi xin nhắc lại một câu trong giáo lý của Đức Thầy rồi tôi nói vấn đề này. Cờ đã thách còn chờ nước chiếu, mà ăn một hai con chốt để làm chi? Cái lời này muốn nói lên cái điều gì? Là quân cờ bên kia khống chế xe phá mã tướng sĩ tượng, những người thì là có giá trị tài trí nó khống chế rồi, nhúc nhích là nó bụp, phải không? Nhưng nó sơ ý, đó là con chốt, nó không đề phòng, vì nó nghĩ con chốt không có sức nguy hiếp để làm, nó thua ván cờ. Cho nên từ chỗ này thầy thấy nó sơ ý chỗ này, thầy bóc con chốt vàng để chiêu bí nó, thắng được ván cờ, chuyển bại thành thắng. Như vậy thì con chốt vàng này muốn nói cái gì? Là muốn nói chàng dốt. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Thấy không? Hồi xưa có cuộc thi mở ra, rất nhiều người tài trí, thầy không cử lên thi mà thầy cử một anh nông dân dốt, không học chữ nghĩa, không biết cái chữ đọc chữ gì hết, để mà lên thi. Thì anh nông dân mới từ chối, nói dạ thưa thầy, biết bao nhiêu người tài trí, tại sao thầy không cử lên thi? Con dốt nát không biết gì hết, không biết chữ đọc chữ, thầy biểu con lên thi thi cái gì? Cho nên con lên thi là thua chắc, thầy cử người khác đi. Thì thầy mới mỉm cười, mới nói con dốt, con không biết gì hết, con lên thi mới đậu. Những người thông minh tài trí biết quá nhiều, họ lên thi là thua người ta. Tại vì thầy biết ở bên kia tài trí hơn mình rất nhiều, cho nên giờ cử người tài trí lên thi là thua. Thì anh nông dân này nghe thầy nói vậy cũng tin tưởng lên thi, chứ cô không biết thi giống gì. Thì trong cái lúc ngồi thi á, những người tài trí bên kia người ta vẽ phụng rẽ rồng bay lượn trên kho mây rất là đẹp, rồi ra những bài thơ tuyệt tác rất là nghe thấm lòng người, rất hay, vẽ giỏi, văn hay, chữ đẹp, đúng không? Đúng không? Còn cái anh nông dân này ảnh ngồi chơi, cô biết cái gì đâu mà thi. Rồi tới khi ông gọi là thầy giám khảo, ông khó kẽn đang chuẩn bị nạp đề thi lên, cái nông dân này lúc này giật mình hết hồn, mới nhúng hai bàn tay vô bồi thí lên cái miếng giấy đem lên thi chứ có biết cái gì đâu. Thì khi anh thầy, ông thầy giám khảo, ông mới coi đề thi của người khác, ông khen nức nở, ông nói đề thi này vẽ quá đẹp, đề thi này thơ rất hay, đề thi này viết chữ rất đẹp, đủ thứ hết. Tới cái đề thi của anh nông dân này, ông thầy giám khảo ổng dòm cái bắt đầu ổng nổi sải liền, tức là bực bội đó. Thì ông thầy giám khảo mới hỏi đề thi này của ai, anh nông dân mới giơ tay nó nói của em. Thì ông thầy giám khảo mới hỏi cái đề thi em làm gì thấy gớm vậy. Thì anh nông dân mới trả lời thầy là giám khảo còn em là thí sinh, mà đề thi của em thầy coi thầy không hiểu, thầy phải hỏi ngược lại em sao? Thôi để em giải thích cho thầy hiểu. Cái đề thi của em là rồng ẩn trong mây. Thì ông thầy giám khảo ông nói hoàng bệnh thấy gớm này, rồng ẩn trong mây cái gì, sao rồng đâu không thấy. Thì anh nông dân mới phân tích cái khả năng của thầy chỉ thấy được mây chứ không thấy được rồng, tại vì rồng đã ẩn trong đám mây rồi, cho nên á thầy thấy đám mây đen á nó quằn quện giống như miếng giấy của tôi không, thấy không? Cái ông thầy giám khảo mới nói à, anh nói vậy là sao, anh nói rõ cho tôi nhận ra cái chỗ anh muốn nói đi. Thì anh nông dân anh nói á, thầy thấy em là thấy cái tướng. Em quê mùa dốt nát, rồi là kêu bằng là nông dân nghèo khổ, tướng hình xấu xí đen đúa. Thì thấy cái tướng của tôi thôi.
thầy đâu có thấy được cái tâm của tôi. Cái tâm của tôi á, sống rất chân thật lương thiện. Tôi không có ý hại ai vì danh vọng quyền lợi của mình. Tôi giúp ai được cái gì giúp cũng được thôi. Dù tôi phải hy sinh thiệt thòi cỡ nào cũng vậy. Thì cái tâm tôi tốt thầy đâu có thấy. Thấy được cái tướng thôi. Còn thầy thấy những vị khác là thầy thấy cái tướng, không thấy được cái tâm. Cái tướng của người đó nè, mặc đồ lịch sự, học cao hiểu rộng, rồi quan chức này nọ là đều là phương phi không à. Nhưng cái tâm của họ vì danh vọng quyền lợi đời sống. Họ có thể dùng là cái bằng những cái gian trá thủ đoạn hại nhau vì danh vọng quyền lợi, thầy có thấy chỗ này không? Cho nên thầy có khả năng thấy được tướng, sao thấy được tâm? Cho nên thầy thấy được đám mây mà không thấy được rồng, vì rồng đã ẩn trong mây. Thì ông thầy giám khảo lúc này ông thức tỉnh. Ông mới đưa đề thi này lên, ông nói đề thi của anh nông dân này đậu. Thấy chưa? Cho nên từ chỗ này, tôi mới qua câu chuyện này tôi dẫn chứng cho bà con mình thấy. Người Việt Nam tuy rằng đen đúa xấu xí, ăn mặc làng xèn, nông dân quê mùa thôi, thấy không? Nhưng mà cái thiện căn và cái ánh sáng hiểu biết về chân lý và một cái tâm thật giác ngộ không thua những bậc gọi là cao minh, cao tăng hay là luôn kể cả giảng sư cũng chưa chắc gì thua. Mà Phật chứng là chứng ngay chỗ nào? Chứng ngay một cái tánh giác và chứng ngay cái sự sáng suốt của người đó. Thấy không? Chứ không có chứng cái vẻ bề ngoài. À, cho nên Phật chỉ điểm rõ là tu trong chứ khá tu ngoài, tu trong Phật chuộng, tu ngoài Phật xa, dọn bề trong mới khá đạp sinh chứ mang lớp bề ngoài chẳng tốt. Ha. Đó, và trên dương gian hữu hình tác quả người thờ dụng tướng, Phật thờ dụng tâm. Cho nên hồi xưa Phật còn ở thế gian thì đệ tử của Phật chủ hình tướng bên ngoài mà không ngộ được cái tâm của chính họ. Họ trọng Phật nhưng họ khi dễ chà đạp, ăn mày thì Phật quá thân thành ăn mày. Họ trọng Phật, họ khi cù đuôi thì Phật quá thân thành cù đuôi. Đó, để chỉ cho đệ tử nhà Phật làm cái gì? Đức Phật nói là Phật có 32 tướng tốt, 82 vẻ đẹp. Mà 32 tướng tốt, 82 vẻ đẹp là Phật chỉ vào cái tướng tốt nào mà vẻ đẹp nào. Phật chỉ về tâm. Thầy mới dịch ra cho mình thấy. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì thiện tánh. Trên đời không có gì quý hơn trí huệ, hễ tâm thanh tịnh được thì phát huệ. Cho nên 72 tướng tốt, 82 vẻ đẹp là ngay cái chỗ tâm trí của người giác ngộ. Chứ không phải cái hình tướng bên ngoài của người đó, nam hay nữ, đẹp hay xấu, không phải vậy. Thấy chưa? Cái người ngộ rồi, mang cái hình tướng nào người ta cũng ngộ. Mà cái người mê rồi, mang hình tướng nào cũng mê. Phật chứng là cái chỗ ngộ ở nơi tâm trí, chứ không phải chứng ngoài hình tướng đẹp xấu. Cho nên đệ tử nhà Phật bị lầm. Cứ tưởng Phật là phải cái tướng đẹp vậy đó. Rồi cái tướng xấu không phải Phật, cho nên trọng Phật khi ăn mày, trọng Phật khi cù đuôi. Phật mới quá thân thành trả ngược lại thành cù đuôi, Phật quá thân thành trả lại ngược lại ăn mày, để cho đệ tử nhà Phật ngộ ra. Ngộ ra cái gì? Nếu cái tánh giác mấy ông có thì mấy ông từ bi hỷ xả, quan hỷ và thương yêu chúng sinh bình đẳng rồi, đâu có khi dễ chà đạp ai. Mấy ông đem những gì mấy ông tốt đẹp để phụng sự cho họ, giúp cho họ từ từ tiến hóa. Như vậy thì cái Phật tánh và cái giác tánh của ông mới có giá trị. Còn mấy ông á, trọng cái hình thức giả của tôi, khi dễ chà đạp chúng sanh là bản ngã mấy ông nổi lên để gây ra nghiệp chướng cho mấy ông. Cái tánh giác mấy ông thiếu đức. Mà mấy ông á, có đức mấy ông mới về được, chứ đâu phải mấy ông sùng bái ta là ta rước. Cho nên đức thầy mới nói là đức kia không thấy mà còn tài ti rầm rộ nhưng mòn không hay. Nghe không? Cho nên Phật để là cái pháp chỉ. Không phải chỉ mình đi tìm Phật, không phải chỉ mình cầu Phật ban cho mình cái gì. Nghe không? Vì sao? Tôi dẫn chứng cho quý vị thấy. Ông Phật mà không biết nói chuyện là mình té ngửa. Tôi thế ông Phật để tôi nói cho quý vị nghe những gì Phật muốn nói. Phật nói, hồi khi ta còn tại thế, lúc ta mê thì ta mới có danh, có lợi, có tình, mới có quyền uy, mới có vàng bạc, mới có đủ thứ. Nếu như cái lúc ta mê ta có những thứ đó, các người nếu sinh ta khổ, ta cũng có thể giúp cho các người chút đỉnh. Thấy không? Nhưng tới khi ta ngộ là những thứ đó ta đã buông lại cho trần gian. Những thứ này ta không còn. Mà không còn các người sinh ta lấy gì ta ban.
ban nhà, ban cửa, ban tiền lọc này kia nọ, ta đâu có đâu ban. Thấy chưa? Cái bộ đồ của ta mà người ta xin, ta cũng cho được mà. Thấy chưa? Tới khi ta ngộ được Phật Pháp, ta cũng đem Phật Pháp cho hết thế gian rồi. Phật Pháp cũng không của ta nữa. Thấy không? Cho nên bây giờ các người xin ta cái gì ta cũng không cho các người được. Những cái ta cho các người đó là Phật Pháp ta để lợi đó. Thấy chưa? Cho nên các người cũng có giống ta. Tại sao các người không có Phật Pháp? Để ngộ lợi cái giác tánh tốt đẹp của các người giống ta, để các người sử dụng, các người hành đạo đối với muôn người muôn loài tạo nhân, để từ từ có kết quả của các người. Còn các người xin cái kết quả ta đâu có ban được. Cho nên chân lý chỉ trời Phật vốn không ban phước cũng không giáng họa cho ai. Phật thương mình chỉ điểm bằng cái chánh pháp cho tự mình ngộ, để từ từ mình tạo nhân, mình có kết quả tốt của chính mình. Mà mình tạo mình mới có, chứ không phải ông Phật, ông Phật tạo giùm mình xin ổng cái ông cho là không phải. Thấy chưa? Cho nên từ chỗ này á, nếu ông Phật ổng biết nói chuyện, ổng nói các người á có dân quà các cúng dường cho ta cỡ nào, cầu xin ta ban cái gì cho các ngươi, ta cũng không ban được. Mà các ngươi coi chân lý, tự ngộ tự sửa, tạo cái nhân tốt thì từ từ kết quả tốt nó sẽ đến với các ngươi khỏi cầu. Có phải ông Phật mà ông biết nói chuyện là mình té ngửa không bà con? À, rất đơn giản ha. À, cho nên từ chỗ này á, hy vọng bà con mình coi chân lý của nhà Phật, tự dòm lại chính mình để sửa đổi chính mình, để bỏ tâm mê trở về tâm ngộ, để mình hành đạo chân chánh, thì mình dùng cái nhân tốt mình đối xử với muôn người muôn loài thì kết quả tốt mới nó mới từ từ đến với mình, chứ không có cầu xin mà có nghe bà con. Nếu cầu xin mà có, thế gian nãy cầu hết rồi. Tạo phước nào hưởng phước đó, tạo nghiệp nào hưởng nghiệp đó, đó là nhân quả. Mà cái lực nhân quả này Phật không có nắm, đừng lại xin Phật. Phật không có ban phước giáng quả cho mình được. À, rất đơn giản là như vậy. Thì đó là vậy đâu, mình rất là cảm ơn mình đã chia sẻ cái bài pháp như vậy. À, xin chúc tất cả khán giả mình xem cái video clip này mình ngộ thật tánh, thật tướng, thật tâm ha. Còn bây giờ thời gian còn lại thì Nguyễn ngồi uống nước trà với Minh Bình với mấy mình để ở đây, rồi có gì đó sẽ quay tiếp cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, cứu video clip. Xin kính chúc cho tất cả ông bà cô bác anh chị em coi kênh này trong nước ngoài nước trên toàn thế giới. Mình là coi kênh này ngộ ra được cái giác tánh tốt của mình để phụng sự cho muôn người muôn loài thì kết quả tốt nó quay lại chính mình. Cho nên chúc bà con mình đời đạo càng nhẹ nhàng, càng thăng tiến tốt đẹp. Và mình tỏ rõ để mình làm chủ chính mình, không để ai sai khiến mình đi vào con đường là sai lầm, để lần lần giải thoát gì với Phật lẽ hơn. Tạng công đức Nam Mô A Di Đà Phật.